chỉ rồi, em chỉ rồi, xíu nữa kêu kêu tự làm luôn để cho nó quen. Đuối luôn ha, còn alo anh ơi, nó sao kéo lấy xuống sao là chết luôn. Đó thử coi mà một anh mấy mũi rồi. Anh thấy cỡ đó cũng đẹp. Mũi đúng rồi đó. Ừ, mũi ba mũi đúng. Thấy nó xay nó dễ hơn đúng không? Chiên vịt thì nó cũng đè phụ quá, nó không sao. Đúng rồi. Cái dòng này thôi mới chỉ được mấy cái dòng này, chỉ độ 12. Ngoài dòng này ra là không có cái nào thằng nào chỉ được hết. Độ cái này là chỉ 12 mà. Đi vô xíu. Hơi bị nổi chỉ dưới nè. Xích vô hả, xả ra. À, hơi bị nổi chỉ dưới nè, xích vô. Dặn vậy là xả ra, xích vô nè. Nó đỡ hơn hồi nãy mà chưa cắt chân vịt nhìn thấy khó canh đúng không? Thêm một hai miếng nữa mai cho nó quen máy. Mai hết suốt. Nè, nhớ đến suốt.